Ok, xe đầu thứ nhất nha, Nguyễn Tiến Tuấn gặp Trường Giang. Nguyễn Tiến Tuấn Hà Nội, Trường Giang của Hải Phòng. Kề cầu rất sát lưới từ tay vợt Hải Phòng. Điểm 4 đều trong xe đầu thứ nhất. Giải đấu đánh ở nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên nha anh ơi. Nếu mà ở Thái Nguyên hoặc là ở gần Thái Nguyên thì có thể lên đây xem trực tiếp các vận động viên hàng đầu của cầu lông Việt Nam đánh. Tiến Tuấn di chuyển vẫn rất tốt. 2 rồi, 5-4. Năm bốn Hải Phòng rất hay. Cầu lông Hải Phòng cũng rất mạnh các bạn ạ. Lứa của Hải Phòng, lứa gần đây rất trẻ, rất tài năng. Điểm 5 đều, Nguyễn Tiến Tuấn phát cầu. Đập cầu tốt, 6-5 cho Hải Phòng. Ôi, gần được. Cầu ngoài sân 6 đều. Không hiểu sao Tiến Tuấn lại đánh cầu trượt cho mình hôm vừa rồi. Mọi người ủng hộ bằng một cái chia sẻ đúng không ạ? Để có nhiều người xem hơn đúng không? Có vẻ ít người xem quá, các vận động viên đánh cũng hơi chán. Đây là cầu lôi từ Tiến Tuấn. 8-6 cho Hải Phòng, trận đấu này chưa có gì đặc sắc. Lỗi nhiều nhờ, xem hơi chán rồi đấy. Cầu lôi từ Tiến Tuấn, còn rất nhiều tình huống cầu lôi từ Tiến Tuấn. 9-7 cho Hải Phòng. Áo của Hải Phòng, áo của Hà Nội nhìn rất giống nhau. Được cầu tốt từ Tiến Tuấn. Sao thế nhở? Mạng móc kiểu gì không biết. Hôm nay trong nhà thi đấu mạng kiểu gì ấy. Chém cầu rất tốt và tốc độ của Tuyền Tuấn. Chém hay quá nhỉ. Pha chém cầu rất tinh tế, Tuyền Tuấn 9 đều. Có vẻ trận đấu đang hay hơn rồi. Rất hay. 19 cho Tiến Tuấn, khá may mắn. Hôm nay ở nhà thi đấu bây giờ sao, nay đang ly tự nhiên bị ao ra ngoài. Bây giờ thì rõ ràng là mạng còn rất nhiều thì lại bị ngắt kết nối. Sorry mọi người nha. Và cầu lôi từ Tiến Tuấn, rất may mắn là tình huống đó vượt Hải Phòng đánh cầu ra ngoài. Nửa set đấu thứ nhất đã trôi qua, 11-9 cho Tiến Tuấn Hà Nội. Em chào anh Hoàng Mạnh nhé, xin chào tất cả mọi người. Tranh thủ những phút các vận động viên nghỉ giải lao chúng ta chào nhau đúng không ạ? Thì mọi người hãy comment một hoặc là chào Hùng để Hùng có thể chào lại mọi người, để Hùng có thể cảm ơn những ai theo dõi ủng hộ live stream Hùng được không? Tung bắt trượt chạy của tay không đánh được. Ok, em cảm ơn mọi người đã hưởng ứng lời kêu gọi của Hùng nha. Xin chào anh Nguyễn Thế Tiến, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Lương Minh Tuệ nha. Xin chào anh Trung Thành, xin chào anh Vương Huy Hoàng, xin chào anh Hoàng Việt, xin chào anh Phạm Phú Hưng. Có ai comment 1 để Hùng chào nốt để cảm ơn nào. Ôi, trở lại với sân nha, 11-9.
Lại một pha lập cầu vội vàng từ tay vợt Hải Phòng, đứt lưới rồi. Em cảm ơn anh Lam Nguyễn rất nhiều. Từ nãy giờ cảm giác bình luận chưa được nhiệt lắm, chắc là do trận đấu nó cũng chưa hay cho lắm. Xin chào anh Nguyễn Duy Mạnh nha. Chưa cầm mình một hồng cháo hết luôn. 12-9 Tiến Tuấn phát cầu. Bắt lưới rất nhẹ nhàng. 13-9 cho Tiến Tuấn. Lại bị ao. What the. Điều gì đang xảy ra này? Ui giời. Sao thế nhỉ? Mình bị hạn chế live stream. Ok, mình sẽ tiếp tục quay lại trận đấu này nhá. Không hiểu máy móc kiểu gì, Facebook nó kiểu gì, cứ đang live stream được một lúc thì lại bị out ra. Chẳng lẽ bây giờ nó giới hạn thời gian live stream à? Một cầu rất tốt từ Tiến Tuấn vẫn còn kìa. Không còn nữa rồi. Điểm 10-15 cho Hải Phòng, một pha cầu rất xuất sắc. Tiến Tuấn cũng đã rất cố gắng trong tình huống vừa rồi. Không biết là Facebook có tập cập nhật tính năng gì mới hay như nào không, hay là giới hạn thời gian live stream không? Từ nãy giờ cứ live được một lúc là bị ao ra. Chưa bao giờ Hùng gặp phải tình trạng như này. Với cầu rất tốt từ tay vợt Hải Phòng. Cầu không qua lưới, 16-10 cho Tiến Tuấn. Sân số 1, dòng đường ngang giữa Công an Nhân dân và Quảng Ninh. Trận đơn thứ 3, Hải Nghĩa đại diện đội Công an Nhân dân, Minh Xuân đại diện đội Quảng Ninh. Điều hành trận đấu trong tài chính Văn Huế, trong tay giao cầu Công Hương. Wow,
21-14 cho Tiến Tuấn.